Tiếp tục trong chuyên mục học từ vựng tiếng Trung qua sơ đồ tư duy, chữ Hán mà chúng ta học trong bài hôm nay là Thiên. Phiên âm là Hán Việt là Điện. Ý nghĩa cũng là điện. Về cách viết. Chữ điện giống hình tượng của cái ổ điện, có sợi dây luồn qua. từ nối đầu tiên, ta có. Hòa. Nghĩa là thoại, trong lời thoại. Thiên thoại Nghĩa là, cái điện thoại. Từ nối thứ hai, ta có. Bì. Nghĩa là bút, Thêm bì. Nghĩa là bút điện. Từ nối số 3. Công. Nghĩa là công, trong công nhân. Thiên công. Nghĩa là thợ điện. Từ nối thứ tư, ta có. Phê nghĩa là phí. Tiền phí nghĩa là điện phí, tiền điện. Từ nối thứ năm. Tân nghĩa là đèn. Tiền tân nghĩa là đèn điện. Từ nối thứ sáu, ta có Thi nghĩa là thang. Điện thi nghĩa là thang máy. Chữ điện là một chữ rất phổ biến trong giao tiếp đời sống hàng ngày. Đa số các đồ vật liên quan đến điện đều chứa từ này. Các bạn còn biết đồ vật nào có chứa chữ điện nữa? thì hãy bình luận phía dưới để panda kiểm tra nhé